Em khờ quá à. Không phải lúc nào là con dâu tốt cũng được đối xử tốt đâu. Ăn thua cái miệng thôi. Đó, con thấy chưa? Không có nhiêu đó mà làm cũng không được đâu. Dằn mặt ai hả? Dạ không có má. Đừng lên đi nữa đấy. Lỗi má. Mà chừng nào má sang tên với tờ nhà cho con đi má. Mai nha, mai má với con đi ra công chúa và má làm cho con. Dạ, má uống nước nha má. Trời ơi, con thương má lắm á. Quay đâu, đi vô dọn hết rồi nhà cho tao. Mẹ lên. Ủa, mấy cậu làm gì mấy cậu? Má Con dùng đồ của má để mua đồ mới cho má hả? Ai con dâu bà? Chồng tôi chết là hết rồi. Tôi còn hạnh phúc riêng của mình nữa chứ. Con Hồng nó ngu nó lo cho bà.